Vâng, em chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất này thì ở cái thể đất của mình rất là cao luôn. Đây thì toàn bộ cái view của mình là view huyện Lâm Hà, huyện Đức Trọng. Toàn bộ dưới này, đất của mình thể đất rất là cao luôn. Đất của mình, đây là cái đám đất của mình nha. Đây, đám đất của mình thì được bám hai mặt tiền. Sổ sách là đầy đủ luôn. Mặt tiền đường bê tông và một mặt tiền đường đất. Mặt tiền đường bê tông này thì mình được khoảng là khoảng 31-32 mét này. Đó, bắt đầu từ cái cọc đây nha các bác. Cọc này, 31-32 mét chạy qua kia. Còn cái mặt tiền bên này thì nó rơi vào khoảng là 29 mét hơn. Đó, 29 mét. Đám đất đây thì được người ta rào lại. Thì người ta có chừa cái chỗ này lại. Khả năng thì người ta chỉ... chắc là hết lưới. Nên là người ta chỉ có vào tới đấy thôi. Đó. Thì đây là cái đám đất của mình, sổ sách là đầy đủ. Nó trong sổ thì nó giống hình tam giác, nhưng mà chỗ này thì nó bị xéo qua đây một cái. Đó thì nó được khoảng chỗ này là hơn 6 mét này. Đó, 6 mét chứ nó không có nhọn thực sự là chỗ này nhá. Nó xéo qua đây rồi nó mới chạy thẳng qua kia. Đó, nó gần giống hình tam giác luôn. Nó tương đương hình tam giác. Điện này đường điện dân sinh thôi. Thì mỗi sợi dây này của một hộ dân này. Đó. Đường điện của dân sinh, người ta kéo vào. Thì ngay cái trụ đường bê tông của mình thì ngay dưới này cách đây thì khoảng 600 mét thôi. Mà đi đường, cái đường này á, đi ra tới chỗ hàng quán đây này, đường bê tông chính nhánh ngoài này á, thì nó rơi vào chỉ có là 500 mét. Đó, chạy thẳng xuống đó thì là 500 mét. Còn ra tới đây này, chỗ ngay cái chỗ cái cột sóng đây này, hàng quán ngay đó thì nó rơi vào tầm khoảng là 700 mét nhá. 700 mét là ra tới hàng quán ngoài đó rồi. Còn ra tới trung tâm xã thì nó rơi vào tầm khoảng là 4 cây số nhá. 4 cây số. Còn ra đây là ra tới trung tâm trường tiểu học cấp 1, trường chợ, đường nhựa mới luôn, thì nó rơi vào tầm khoảng là 1,6 cây số nhá. Đó, đây là toàn bộ cái đám đất của mình đây. Đó, bám được cả hai cái mặt tiền nhá. Hai mặt tiền. Thì các bác nào có chí hướng về đầu tư thì mình có thể mua lô này, vì cái lô này người ta bán chỉ có 270 triệu thôi, sổ sách là đầy đủ. Thì mình mua về mình dựng cái căn nhà thì mình căn nhà tiền chế thôi, làm cho kiểu cách nó đẹp hơn một tí thì mình có thể đầu tư được. Đó. Thì em cũng có một cái lô nó có trước là em có một cái lô là có 200 mấy mét vuông thôi, dựng lên một cái nhà tiền chế á, mà người ta bán đã 1,4 tỷ rồi, nhưng mà em chưa quay cái đám đó. Nó cũng nhỏ hơn đám này cơ. Một cái tầng trệt với một cái tầng lầu. Đó, người ta dựng lên là làm cảnh quan các thứ rồi, làm kiểu cách rất là đẹp luôn, thì người ta bán ra 1,4 tỷ á. Thì các bác có thể mua lô này về mình có thể bán qua đầu tư kiểu đó cũng được, hoặc là mình số tiền nhỏ thì mình bỏ ra mình mua, mình nghỉ dưỡng cũng được nha. Vì cái thế đất của mình rất là cao luôn, và nó đi lại thì ô tô vào tận nơi. Cái đất của mình thì thoát hiểm cái đường nào cũng được hết, đường phía sau này, đường phía trước này. Đó, đi đường nào cũng được, nhưng mà cái đường kia nó là đường đất này, cái đường nếu mà vào đường ô tô thì hơi khó, tại vì nó là đang là đường đá cấp phối thôi, thì cái đường này thì chỉ xe tải đi vào được và xe máy thôi. Rồi. Còn là cái đường này á thì ô tô vào thoải mái luôn, ô tô xe máy xe gì vào cũng được. Đó, một lô đất rất là rẻ nha, cho bác nào về đầu tư cũng được, hoặc là về ở với tài chính một cái số tiền nhỏ thôi. Đó, cái đất này, hai mặt tiền, mặt trên mặt dưới. Nó ngay là ngã ba rồi, các bác có thể mua về hoặc là mình mở cái qua tiệm tạp hóa mình kinh doanh chỗ này cũng được. Đó, đất là thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ở đây thì người ta giải đá mi mà như kiểu đang phơi vậy. Như đang phơi đá mi, có bạc biếc các thứ này. Trong bên chung quanh là người ta trồng dừa rồi trồng linh tinh cây chuối, cái bắp, cây ngô này. Đó, cái thế đất của mình thì view cao thoáng nha. Bám hai mặt tiền thì cái mặt đằng sau này, từ bên này qua tới bên này thì được 17 mét nhá. Hơn 17 mét á. Còn phía trước này thì mình chiều ngang chỗ này được 6,6 mét này.
chiều mặt đường bê tông này thì được khoảng là hơn 30m này. Còn chiều đường đất này thì mình được có là 29m mấy này, hơn 29m á. Đó, toàn bộ cái đám đất của mình là phía sau đây rào rồi, còn phía này khả năng là hết thiếu lưới. Người ta rào chỉ tới đây thôi, hoặc là người ta cắt ngang qua cho nó không bị giống hình tam giác. Ở đây thì mình có một cái cây này là cây muồng khá là đẹp. Đó. Trong đất mình luôn này. Đó thì các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Đất là thuộc xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sổ sách là đầy đủ, hai mặt tiền đường. Giá bán là 270 triệu. Các bác quan tâm thì vào trao đổi thêm chủ đất. Một lô để buôn bán kinh doanh hoặc là mình có thể đầu tư. Khu vực là khu vực đông dân cư nha. Mọi thứ là đường điện này các bác. Người ta kéo từ đường bê tông dưới á, đường bê tông chủ nhánh chính thì nó nằm dưới này này. Đó, còn khu vực dân cư rất là đông luôn. Đây. Dân cư này. Đó. Khu vực dân cư. Đó, các bác quan tâm thì có thể mình mở tiệm tạp hóa kinh doanh hay là gì đó, tại vì khu vực này nếu mà tính đi lại mua hàng là thì cũng hơi xa. Thì ở cách đây có 600m thì nó chỉ là lẻ tẻ các hàng quán thôi. Nên là 500-600m gì đó thì cũng có một cái hàng quán tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, thì mình có thể về mình mở thêm, mình kinh doanh nha. Vậy em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.